Sau trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Liverpool tại Thái Lan, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết toàn đội thể hiện tinh thần tuyệt vời, nhưng chúng tôi biết mình chỉ mới bắt đầu. Liverpool đá với 3 đội hình, không phải là đội hình mạnh nhất, nên tôi sẽ không đánh giá quá cao kết quả này. Huấn luyện viên ten Hag cho biết thêm, nhưng tôi cũng thấy một số điều thực sự tốt. Các cầu thủ tuyến trên đã tốc độ và sáng tạo. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để loại bỏ những sai sót. Tôi biết Manchester United có những cầu thủ giỏi và tôi rất vui với trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp phân tích trận đấu ngon một hơn vì những sai lầm của Liverpool giúp đối thủ ghi bàn. Thành thật mà nói, nó như những pha kiến tạo vậy và Manchester United tận dụng tốt cơ hội. Ông cho rằng nhiều cầu thủ Liverpool chưa có thể trạng tốt nhất khi mới hồi quang vào tuần trước. Đồng thời, ông cũng bảo vệ cầu thủ David Neuer, tân binh trị giá 105 triệu USD lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp 2 khi đá bồi lên trời. Sau pha cứa lòng dội cột của Mohamed Salah, Klopp cho biết Neuer mới tập 3 buổi và sau lần nước rút thứ 3, phổi của cậu ấy gần như sẵn sàng nổ tung. Nhưng Neuer chịu khó di chuyển và các đồng đội muốn chọc khe, đó là một trong những điểm mạnh của Neuer. Manchester United xuất phát với đội hình mạnh nhất, trong khi Liverpool sử dụng nhiều cầu thủ trẻ bên cạnh tiền đạo Luis Diaz, tiền vệ Jordan Henderson và thủ thành Alisson Becker, nên không có gì ngạc nhiên khi Manchester United áp đảo và ghi liền 3 bàn trong 3 vòng đầu nhờ công Sancho, Fred và Matia. Sau khi Manchester United dẫn 3 bàn, huấn luyện viên Ten Hag thay 10 cầu thủ, chỉ giữ lại thủ môn David De Gea, nên trận đấu công bằng hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Klopp tung các trụ cột như Van Dijk, Mohamed Salah, Andre Robertson, Alexander Arnold, Thiago hay Fabinho vào sân từ phút 60 của trận đấu. Với sự thay đổi này của Liverpool, diễn biến trận đấu không có gì khác cho Liverpool mà còn bị thủng lưới thêm một lần nữa ở phút thứ 76. Sau trận này, Manchester United sẽ tới Australia, còn Liverpool sẽ tới Singapore và Đức.